Mozart. Hôm nay chúng ta trở lại buổi học, học tiếp cái phần tâm sở. Kỳ trước là nhắc tới tâm sở tiếp, tới tâm sở sở giờ học tiếp luôn ha. Rồi trước chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tinh tấn. Arahant Sammasambuddho Bhagavato Sammasambuddhaya Buddhami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammo Dhamma Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammasambuddhamatulaṃ Sassadhammaganuttamaṃ Abhivādiyapāsissaṃ Abhidhammasaṃ Gahaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Mời thầy ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chương trình chúng ta cũng có 3 phần. Thứ nhất là đọc Bali, thứ hai là vô bài học và thứ ba là đố vui có thưởng. Cũng trở lại bình thường ha. Rồi hôm nay xin mời nhé cho Nguyễn post bài lên cho quý vị quan hỷ là đọc ha. Hôm nay chúng ta đọc ngắn thôi, thì room này cũng ít giờ nên chắc cũng từ giảm bớt này lại. Xin mời còn phải việc. Mô Phật, con đem hết lòng thành kính làm lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào sư Nguyên Thông và kính chào thầy Kinh, chào Diễm Nguyễn, Thi Lâm, ông Năm và Năm, Chánh Tâm, Châu Nguyễn, Duy Khoa, Huệ Bạch, Huyễn Mộng, Nắng Chiều, Nguyên Như, Nguyên Trang, Tàm Quý và VN2007. Kính chúc quý vị được an vui nha. Bây giờ sư Xuân Phong đọc câu Pháp Cú số 40 nha. Sau đó kính mời quý vị ạ. Cấm pa pa măng ca giá mi măng quý đi tòa Naga ru ba măng ta mi đằng tháp bề tòa vô thề tháp mà rằng bành nhà dứt thề ná chí tành chá ra khề ani về sa nô si già biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì dùng gươm trí đánh ma thủ thắng mãi vô tham. Having on this unlike body, made from this my ass fortress town, with wisdom weapon, one faith Mara, while guarding putti unattached, Archirang Watayang Kayo Batawin Adise Sati Chutto Ape ta quỳnh nhà nô na ra tha qua ca linh gá tí không lâu đầu xác này sẽ nằm dài trên đất với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Not long alas and it will lie this body here upon the earth discarded void of coriciousness, as a
Rottenlock. Rồi, như vậy thì sư đã đọc xong ha. À, kính mời sư Nguyên Thông, à, sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông mà đọc một cái là mọi người là chánh niệm tỉnh giác ha. Rồi kính mời sư Mô Phật. Ừ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân phụ thanh tâm đọc câu pháp cú số 40. Con khỏi post lên con để sư để nguyên vậy cho con sư đọc con. Câu số 40. Cầm phù pa măng ca giá mi năng vi đi tua nagaru pa măng chi ta mi chăng tháp pe tua vô thê tham ma rằng ban nhà du đề tha chiết tinh chà rác khê anh về sanh si gia biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì dùng gươm trí đánh ma thủ thắng mãi vô tham having known this earthly body make form this mind as fortress town with wisdom weapon, one fast mara, one booty unattached. Pháp cú số 41. Achirang vatayan kayo patavin adise sa ti chu tho ape ta vin nya no nira thang vakaling garang ti. Achirang vatayan kayo patavin adise sa ti chu tho ape ta vin nya no nira thang vakaling garang ti. Không bao lâu xác này sẽ nằm dài trên đất với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Not long alas, and it will lie this body here upon the earth, discarded, void of consciousness, useless as a rotting log. Dạ, con đã đọc xong, xin mời người kế. Dạ, chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin đọc bài câu pháp cú số 40. Cùng phù bá năng cà giá mí măng quý đích tòa ná giá rù bá bằng chích tá mí măng đằng tháp bếp tòa vô thề thá mà rằng bành nhà dú thề ná trí tành chá rắc khề á ní huề xá nồ xí già biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì dùng gươm trí đánh ma thủ thắng mãi vô tham having known this own like body make for this mind is fortress town with wisdom weapon one face mirror, why garden body unattached. Câu pháp cú số 41. Á chí rằng quá tá dằn cà dồ bá thá huỳnh á thí xê sáp tí chút thồ á bề tá huỳnh nhà nồ ní rách thằng quá cá lình gá rành tí. Không lâu đâu xác này sẽ nằm dài trên đất với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Not long at last, and it will lie this body here upon the earth, discarded, void of consciousness, useless as a rotten log. Dạ con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con nguyên trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn, Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng, dạ kính chào chú kinh. Dạ con xin đọc câu pháp cú 40 ạ. Cúc phù bá mằng cà giang mịt giá mi mằng quy tít tòa naga rù bá mằng chít tam mi đằng thế tòa tháp bếp tòa dù thề tháp mà rằng bành nhà du thề na chít tành cha rắc khề ani quề sa nồ si hòa. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, dùng gươm trí đánh ma, thủ thắng mãi vô tham. Having no this unlike body, make firm this mind as fortress towers with wisdom weapon on by Mara, while guarding Buddhi unattached. Câu pháp cú 41. Achirang watayang kayo patawin atiset sati chukto appe tawin nyano nirakthang wakalin garanti. Không lâu đâu xác này sẽ nằm dài trên đất với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Not long alas and it will lie this body here upon the earth this car void of consciousness useless as a rotten log. Đã xong hả? Dạ, dạ như con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn nha Châu Nguyễn và con cảm ơn kinh và con xin xuống hết. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Dạ thưa con Châu Nguyễn á, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Xích Nguyên Trang đã cho em biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Câu pháp cú 10. Cầm phù ba mằng cà giá mi mằng quý đít
tòa nagaru pa mang chit ta mi đằng tha bét tòa dù thề tha mà rằng bàn nhà dù thề ná trình tri tành cha rác khề ani quê sa nô si già biết thân như đồ gớm trú tâm như thành trì dùng gươm trí đánh ma thủ thắng mãi vô tham. Having known this earthly body, make firm this mind at fortress town. With wisdom weapon, one finds Mara, while warring putty unattached. Câu pháp cú số 40. Câu pháp cú số 41. A chi rằng quá ta dằn cà dù bá tha quyền á thí xét xá tí chút thù á bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng quá ca liền ga ràn tí. Không lâu đâu xác này sẽ nằm dài trên đất với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Not long alas and it will lie. This body here upon the earth, discarded void of consciousness, useless as a rotten block. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. À, Nam Mô Bụt Thầy á. Chắc cũng ai lên đọc nữa. Hôm nay ít người cũng không ai đọc luôn. Rồi thôi, vậy thì không ai đọc thì chúng ta chuẩn bị vô bài học. Rồi, giờ ai làm MC ghi nha, ai làm người ghi bài ghi nha. Ok. Cái bài này có cú này dễ, hay quá chừng, ít ai chịu lên. Thì tới là cho pháp cú rồi kệ luôn nha, một câu thôi là kệ. Bây giờ như a chi rằng quá ta dằn cà vô quá ta quyền a thi sát tí chích hồ a bề ta quyền nhà nô đi rách thằng quá cái liền cái rành tí thì cái mình kệ luôn
Chirang va payang kayo Bhataviya thiyat sati Juttho abe ta vinyano Niratham va kalingaranti. Em mình lên chạy cho thay đổi không khí cho nó vui, cho nó quan hỷ, chứ mà buồn không mà lên đọc hết trơn. Ế rùm ế rùm riết ế rùm bên Nam Truyền cũng ế. Giờ ai muốn kể không cho ta đi, ai muốn kể em kể giúp cho thay đổi không khí rồi học. Alo, ai muốn kể không giơ tay lên, rồi mời quý vị lên kể nha. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ thầy kể hay quá rồi, Quy Như ráng theo sắp xếp chạy theo thầy nha thầy, để con thử. Cùng phù bá măng cà giá mí măng quý đi tòa ná gá rù bá măng chít tá mí đằng thá bích tòa dù thầy thá mà rằng bành nhà dú thầy ná chí tần chá rắc kề á ní quê xá nồ xí già. Cùng phu ba măng cà giá mi măng quy đức toa na ga ru ba măng chi na bi tăng tha bê toa yu thế na ma răng bần ma yu thế na chi tân cha rắc khê a ni se sa nu si ya. Cùng phu ba măng ca gia mi măng vi đi ta na ga ru ba măng chi ta mi đăng tha bên tua bồ thề thế tha ma răng ban nhà du thế na chi tan cha ra khe ani we sa no si ya. Cùm phu ba măng ca ya mi măng vi đinh tua na ga ru ba măng chi ta mi đăng tha bên tua yu thế na ma răng ban nhà yu thế na chi tan cha ra khe Anyway, sano si ya. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Không biết trong đó có nghe được không? Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ xin đạo tràng có nghe được tiếng cho xin biết. Rồi xa thủ con để khỏi con cái mic sụp kỳ quá. Rồi Nam Mô Bố Tha Giá, con xin đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, Huynh Tình cùng quý đạo hữu trong đạo tràng. Sau đây Từ Mẫn xin kể hai câu, đọc hai câu, không biết kể nổi không.
Wait a minute. Cụ số 40. Pháp cú số 40. Cum thủ ba mằng cà gia mi mằng vi đích tòa naga rù ba mằng chít ta mi đằng ta bê tòa dồ thế tha mà rằng bàn nhà du thề na chi tần cha rắc đề ani về san nô si già cùm bố bà măng cà già mi măng quy định hóa. Đâu xin sám hối với đạo tràng. Cùm thủ bà măng cà già mi măng vi đinh toa na ga ru bà măng chín ta mi đăng tha bên toa dù thế tha ma răng bàn nhà dù thế na chi tăng cha răng khe a ni quê sa no si ya. Cùm thủ bà măng cà già mi măng vi đinh toa na ga ru ba măng chít ta mi đăng ta bê toa dù thế tha ma răng nhà dù thế na chi ta chi tan cha rắc ani quê xa nô si ya. Cùng thủ bà măng cà già mi măng vi đinh toa na ga ru ba măng chít ta mi đăng tha bên toa dù thế tha ma răng bàn nhà dù thế na chi tam cha rắc khê ani quê sa no si ya. Cùm thu ba măng cà già mi măng quy định tòa na ra ru ba măng chít ta mi đăng tha bên tòa vô thế tha ma rằng ba nhà vô thế na di chân di tăng cha rắc quê xa nô si ya. Khâm phù bà măng ca gia mi măng quy đinh tòa na ra ru ba măng chít ta mi đăng tha bên tòa vô thế tha ma rằng ban nhà vô thế na di tăng cha rắc khê ani quê xa nô si ya.
câu 41 là A chi rằng qua ta dằng ca dồ Ba tha quyền a thi xe sát y Chúc phổ a bê ta quyền nhà nồ Nít rắc thằng qua ca liền ga rằng tí A chi rằng qua ta dằng ca dồ Ba tha quyền a thi xe sát y Chúc phổ a bê ta quyền nhà nồ Nít rắc thằng qua ca liền ga rằng tí A chi rằng qua ta dằng ca dồ Ba tha quyền a thi xe sa ti Chúc phổ a bê ta quyền nhà nồ Nít rắc thẳng quá ca linh ga rằng ti Không biết trong đạo tràng Biết đạo tràng có nghe được tín hiệu con không? Dạ sa thủ nguyên trang đâu à chỉ răng qua ta dặn ca vô ba tha quyên a thì sinh xa ti chục phổ a bê ta quyên nhà nô Nít rắc thăng qua ca linh ga răng ti A chỉ răng qua ta dặn ca vô Ba tha quyên a thi sinh xa ti Chục phổ a bê ta quyên nhà nô Ni rắc thăng qua ca linh ga răng ti A chỉ răng qua ta dặn ca vô Ba tha quyên a thi sinh xa ti Chúa a bê ta quyên nhà nô Ni rắc thăng qua ca linh ga răng ti A chi răng qua ta dân ca vô Bà tha quyến a thi sinh xa ti Chúc phô a bê ta huynh nha nô Ni rắc thăng qua ca linh ra răng ti A chi răng qua ta dân ca dô Bà tha huynh a thi xê xa ti Chúc phô a bê ta huynh nha nô Ni rắc thăng qua ca linh ra răng ti A chi răng qua ta dân ca dô Bà tha huynh a thi sệt xa ti phô a bê ta huynh nha nô ni rắc thăng qua ca linh ra răng ti dạ nam mô bút tha giá từ bẩn con đã kệ xong hai câu pháp cú dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng huynh kinh dạ từ bẩn xin trao mít lại cho quý đạo hữu kế tiếp ạ Nam mô Bố Tha Giá. Ông bữa nay không có không? À, Nam mô Bố Tha Giá. Xà thú, vui ha.
luyện 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 hát luôn, làm chương trình huấn luyện ca sĩ mở thêm room nữa, huấn luyện tụng kệ Bali lên hát luôn. Rồi giờ cho học nha, trao bài bác hết giờ luôn. Thập nhị duyên khởi gì trước á, thôi mình tạm ngưng cái đó nha, bởi vì nó để cho tới đúng lúc là học tiếp. Bây giờ chưa đúng lúc học hơi bơi quá. Rồi thôi, giờ học lại. Dọc ca vàng. Rồi, giờ chúng ta học vô tâm sở hành xã. Tatramachatata, chê ta sẽ khác. Tâm sở hành xã. Tatramachatata, chê ta sẽ khác. Tâm sở hành xã. Rồi, xuống dòng tatra hai chấm là ở đó, tatra như là ở đó. Mắt chất tata ở giữa, tức không thiên về bên nào, quân bình ở khoảng giữa, tức không thiên về bên nào, quân bình. Đó, tức là cái chữ hai chữ này ráp vô là tatramachatata, nghĩa là trạng thái quân bình, không thiên vị, không thiên lệch ha, thì được gọi là tatramachatata. Rồi xuống dòng đặc tính hai chấm vô tư, không thiên vị. Đặc tính hai chấm vô tư, không thiên vị. Cái dòng gạch đầu dòng làm cho các danh pháp đồng sanh, danh pháp nha, làm cho các danh pháp đồng sanh với nó được quân bình, làm cho các danh pháp đồng sanh với nó được quân bình. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng tâm sở hành xã khi phát triển cao dần, tâm sở hành xã khi phát triển cao dần sẽ trở thành xã vô lượng tâm. Tâm sở hành xã khi phát triển cao dần sẽ trở thành xã vô lượng tâm. Xã tâm giải thoát, xã giác chi. Xả tâm giải thoát và xả giác chi. Rồi. Thì như vậy, cái tâm sở hành xả chúng ta học ra thì chúng ta biết nó là cái đặc tính, nó là trạng thái vô tư, không có thiên vị, tức là không có thiên về bên này, không có thiên về bên kia. Một cái trạng thái nó giữ cho danh pháp đồng sanh với nó, là những cái tâm sở với tâm đồng sanh chung với nó được quân bình, không có thiên lệch, tức là không có thiên bên trái, không thiên bên phải, không có thiên về cái này cái nọ. Đây là một trạng thái tâm thuộc về tịnh hảo, các bạn nhớ nó thuộc về tịnh hảo. Còn cái trạng thái mà lạnh lùng vô tư kia đây là thuộc về bất thiện, khác ha. Còn cái này là một trạng thái là bình thản, trạng thái tâm quân bình, trạng thái tâm là không bị chao đảo bởi ngoại cảnh tác động. Thì như vậy nó gọi là trạng thái là hành xả làm cho các pháp danh pháp đồng sanh chung nó được quân bình. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái một trạng thái
làm cho tâm và các tâm sở ngang bằng nhau, làm cho tâm và các tâm sở ngang bằng nhau. Hai, phận sự cản trở sự lui sụp, cản trở sự lui sụp, hay ngăn chặn sự biểu hiện khập khiễng, cản trở sự lui sụp hay ngăn chặn sự biểu hiện khập khiễng. Biểu hiện khập khiễng, khập khiễng là bị khập khiễng, bị chân cao chân thấp, khập khiễng. Đúng rồi. Số 3, sự thành tựu tạo ra được sự quân, tạo ra được sự quân bình. Số 4, nhân cần thiết có pháp hòa hợp nhau, có pháp hòa hợp nhau. Rồi, đó là bốn cái ý nghĩa thuộc về của tâm sở hành xả này. Về cái trạng thái của cái tâm sở này đó, nó là nó một cái trạng thái làm cho tâm và tâm sở, tức là những cái tâm mà tâm và tâm sở sanh chung với nó đó, đồng sanh chung với nó đó, được ngang bằng nhau, được quân bình, được ngang bằng nhau. À, tức là do cái tâm mà không bị chao đảo, không bị thiên 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 lệch đó, thì do nhờ cái tâm sở hành xả này, à, nó giúp tâm và tâm sở được cân bằng, được không có bị thiên lệch, à, không có bị khập khiễng. À, rồi cái phận sự của tâm sở này nó cản, nó ngăn cản cái sự mà bị lui sụp của tâm, hoặc là ngăn chặn cái sự mà khập khiễng, cái sự mà không có cân bằng, à, cao thấp chênh lệch của tâm và tâm sở. Đó là cái phần sự làm việc của nó, và khi nó làm như vậy thì cái sự thành tựu của nó là nó tạo ra được cái sự quân bình cho tâm, à, tâm mình được quân bình. Khi mà cái tâm mình ở trạng thái mà quân bình, trạng thái mà yên tịnh thì nó rất dễ thành tựu những cái điều, à, tốt đẹp, à, cho nên chúng ta phải biết là cái, à, tâm sở hành xả này rất có nhiều cái lợi lạc trong cái vấn đề tu tập về thiền, à, nhất là về thiền quán. Rồi nhân cần thiết là phải có những cái pháp sanh chung thì nó được hòa hợp với nó, hòa hợp với nhau chứ không có bị nghịch, không có bị chổi, nó phải được hòa hợp, và là nhân cần thiết như vậy. Thì như vậy là tứ ý nghĩa của cái tâm sở hành xả. Rồi sự lợi ích, hai chấm, những sự lợi ích. Những sự lợi ích xuống dòng. Thành tựu các pháp thượng nhân như, thành tựu các pháp thượng nhân như, hai chấm, đắc thiền định, dòng người ta dòng đắc thiền định. Thắng trí thông, thắng trí thông, tuệ quán, niết bàn. À, tức là cái sự lợi ích của cái tâm sở này khi mà nó được tu tập đến mức độ cao thì nó sẽ làm cho cái tâm mình đạt được những cái lợi ích này. À, khi tâm quân bình, cái tâm mình nó được vững chãi, cái tâm mình không có bị như là chao đảo, hoặc là không có bị như là sóng lên sóng xuống, không có bị lộn xộn, thì cái tâm nó quân bình như vậy nó dễ đi đến cái sự đắc được thiền. À, và khi đắc được thiền nó đưa qua cái thắng trí thông, tức là những cái thần thông thắng trí mình có thể hành được. Và từ cái thiền thiền chỉ này qua tuệ quán luôn, qua thiền quán, thì khi mà tâm mình nó được yên lặng bình thản, tâm mình nó được vững chãi, thì chúng ta quán các pháp về
cái sự mà sanh diệt của các pháp rất là dễ dàng, bởi vì tâm mình nó bình tĩnh, tâm mình nó được ngân bằng, được sáng suốt, mình rất là dễ thành tựu. Và nếu thành tựu được tuệ quán thì chúng ta đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn, do nhờ cái sự mà cái tâm mình nó được quân bình, tâm mình nó được vững chãi. Còn cái tâm mình nó chưa, nó còn còn bị giống như sóng biển, lúc lên lúc xuống, lên xuống hoài thì khó mà thấy được vấn đề. Cho nên trước tiên chúng ta tu cố gắng quân bình, tâm mình được bình thản. Rồi xuống dòng hành xả có hai loại. Hành xả có hai loại. Một, hợp sanh cùng các tâm hợp trí. Hai, hợp sanh với tâm ly trí. Hợp sanh cùng các tâm ly trí luôn đi cho nó gọn câu đó. Hợp sanh cùng các tâm ly trí. Vì vậy hành xả chúng ta sẽ thấy nó có hai loại, tức là khi mà nó sanh lên thì nó hợp sanh với những cái loại tâm hợp trí, chẳng hạn như những cái tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, thì hành xả này nó có mặt, hoặc là những cái tâm thiền hợp trí nó có mặt, những cái tâm thiền, những cái tâm siêu thế, hành xả nó đều có mặt ha, hoặc là những cái tâm ly trí nó cũng có mặt luôn, nó hợp trong những tâm ly trí. Thì như vậy hành xả phân được hai loại, nếu mà thuộc về hợp trí thì nó sẽ đưa đến rất là nhiều cái lợi ích tốt đẹp, còn nếu ly trí thì nó chỉ ở một cái trạng thái là quân bình như vậy thôi. Đó là như vậy. Rồi những điều cần nhớ. Điều cần nhớ. Có mặt trong các tâm tịnh hảo. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha. Hiệp cùng thể tánh thiện vô ký. Hiệp cùng thể tánh thiện vô ký. Hiệp cùng thể tánh thiện vô ký. Thuộc giống thiện, quả và duy tác. Thuộc giống thiện, quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đúng rồi, đồng sanh với ba nhân thiện, sanh với mấy sang nha. Tương hợp với hai thọ, hỷ và xả. Tương hợp với hai thọ, hỷ và xả. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý, cần phải biết ha. Tức là những cái tâm sở này nó luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo. Tức là bất kỳ những tâm nào thuộc về tịnh hảo, những cái tâm tốt đẹp thì nó luôn có mặt. Nhưng mà trong những cái tâm vô nhân và những cái tâm bất thiện thì nó không có mặt.
À, cho nên chúng ta phải để ý như vậy là cũng, tâm xã hành xã luôn có mặt trong các tỉnh áo, bởi vì thứ nhất đó là nó là thuộc về một trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, nên nó có mặt trong tất cả những cái tâm thuộc về tịnh hảo. À, và khi nó đồng sanh thì nó đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, tức là nó nữa là 5, nó là 25, tức là 24 cộng 9 tâm sở đó nữa là 25. Thì như vậy nó chỉ đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại và 13 tâm sở tờ tha, chứ nó không có những cái pháp tâm sở thiền nhảy vô, cho nên đây là thuộc về pháp tịnh hảo. Rồi nó hiệp cùng với những cái thể tánh là thiện và vô ký, chứ nó không có thể tánh bất thiện vô được, vì thiện vô ký thôi. Thuộc giống thì giống thiện có, quả có, quả thiện đó, và duy tác thuộc về tịnh hảo. Rồi, thuộc giống thiện, quả và duy tác, đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si, nó đồng sanh với ba nhân. Và nó tương hợp với hai thọ hỷ và xả, nó chỉ có hai thọ thôi. Khi chúng ta khởi những cái trạng thái tâm tốt đẹp, tâm tịnh hảo thì chỉ có hai thọ hỷ và xả. Mình phải để ý ha, khi mình hành thiền trong ví dụ mình hành thiền quán thì niệm thọ, khi chúng ta trong trường hợp mà những cái tâm mình đang ở trạng thái thiện thì nó chỉ có hai thọ thôi, một là thọ hỷ, hai là thọ xả. Nhưng mà khi mà nó có nhảy qua cái thọ ưu là phiền não rồi đó, là chúng ta thấy là chúng ta đã rơi qua trạng thái bất thiện, rơi qua thuộc về tâm sân rồi, sân có thọ ưu, hoặc là thọ khổ, thuộc về thân thức thọ khổ. Thì như vậy khi mà hành thiền tứ niệm xứ chúng ta thấy mà nó rơi qua hai mấy cảm thọ kia là mình biết mình đang trong trạng thái bất thiện, và phải chánh niệm tỉnh giác quán sát cái vấn đề đó để cho tâm trở lại quân bình, rơi và trở lại thọ xả lại, và hoặc là chúng ta khởi tâm hoan hỷ trở lại pháp thiện. Thì như vậy đó là cái vấn đề chúng ta cần phải để ý những cái chi tiết nó giúp cho mình dễ đi vào trong cái pháp thiện hơn. Rồi nó tương ưng với tứ danh, tức là tứ danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức, nó chỉ có tứ danh quẩn, còn sắc quẩn thì không có dính vô, bởi vì cái này nó thuộc về danh quẩn. Thì tâm xã hành xã này nó tương ưng với là tứ danh quẩn, tức là khi mà mình hành mình cảm thấy được tâm mình quân bình, tâm mình được là yên ngắn, tâm mình được cảm thấy là hỷ xả vân vân, thì đó chúng ta đang ở một thấy được trạng thái thuộc về danh pháp, thuộc về tứ danh quẩn, tức là nó nằm về phần danh chứ không phải là sắc, và nó bất tương ưng với sắc quẩn. Thì khi chúng ta thấy được điều này, nhận ra được những cái pháp này, chúng ta đã thấy được danh và sắc một cách rõ rệt. Cho nên khi mà chúng ta học quy pháp là cái biết học, biết ứng dụng thì nó sẽ trở thành là một cái lợi ích, rất lợi ích trong cái cuộc tu của mình, trong cái pháp mà chúng ta đi vào pháp hành, nhất là hành về tứ niệm xứ. Nếu mà mình học mà mình không biết cách ứng dụng, mình học mình thuộc nhân vẹt thì nó như không, nó không không thể ứng dụng như đâu nữa. Cho nên mình học mình phải để ý, mình để ý những cái chi pháp như tại sao nó vậy vậy vậy, và khi mình hành vô nó sẽ nằm ở đâu chỗ nào. Thì khi mình vô hành mình thuộc rồi đó, mình hiểu rồi đó. Cũng giống như giờ chúng ta học lái xe chẳng hạn, mình biết lên là xe phải đạp thắng đạp ga, mới học là phải dẹ tay lái, phải nắm hai tay, tay trên tay dưới, rồi phải chạy phải dòm lùm lum là lá, là phải đạp thắng đạp ga, phải phải nhớ thuộc mấy cái đó. Nhưng mà khi mình lái mà thuần thục rồi mình đâu cần cái đó, khi mình thuộc rồi, mình thuộc rồi thì mình đâu cần phải suy nghĩ đó, phải đụng diện tự nhiên là mình phản ứng, đụng diện là mình biết mình phải xài cái gì thì như thế nào. Khi mình học quy pháp thì học thuộc, học mình nắm được chi pháp rồi, khi mình vô pháp hành thì gần mình hít vô thở ra mình cứ quan sát, là khi pháp gì phát sanh thì mình tự động cái tâm mình nó biết liền. Tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, sắc quẩn là năm, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học xong cái phần tâm sở hành xả, tức là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ học loạt hết những cái kia, cố gắng thì sao tranh thủ đọc Bali cho nó nhanh nhanh để mình học cho nhanh chút. Room này giờ là mình đi xa chót đó nha, những cái room kia ta đi là xa lắm rồi. Room này mình cố gắng mình chạy theo ha. Vì tới mình sẽ học tịnh thân, tịnh tâm, kinh tâm, du thân, du tâm, thích thân, thích tâm, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Cố gắng mình học cho hết mấy cái đó, rồi càng nhanh càng tốt.
bạn với bạn đi theo những cái rung cát thôi, rung cát mà qua mặt mình này. Cái đấy là cho ít Pali lại, lại cho quý vị lên luyện Pali và luyện kệ giúp, và nên nhớ kệ mình đừng có lặp lại cái giọng lúc đầu. Nó ví dụ như là cái câu Pali, bót lên câu Pali lại coi, bót câu số 41 coi. Hello. Bót câu 41 lên cho Nguyễn. Rồi, đây nè, giờ mình sẽ mình kể, mình đừng có lặp đi lặp lại hoài cái giọng đó ha. Ví dụ như chi răng qua tà dân ca vô ba tha via đi xét xa ti, là một câu nhớ âm nhạc đó, là một câu. Rồi cái câu hai là phải lên, phải khác giọng. Chút đô a bê ta win nha nô thì ra thanh quá ca linh ga răn ti, như vậy nó mới là hết một cái kệ được. Chứ mình cái chia ra qua tà danh ca vô ba tha quy a thì xét xa ti, cái mình đọc lại chuột thô a b tà win nha, thì nó không có câu kết. Nó mình lặp lại thì nó sẽ không có câu kết, giống như mình viết bài mình có thân bài, mở bài rồi thân bài rồi kết bài, mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Ra khi mình đọc cái câu đầu câu hai phải đổi cái âm giọng để nó cho nó kết thúc được cái câu kệ. Đó là như vậy ha. Rồi, ok, còn mấy chục phút nữa thì chúng ta vô câu đố vui có thưởng nha. Ai muốn học nhạc đăng ký học thuộc lòng 7 nốt nhạc trước, không tính gì tính không. Rồi câu số 1, hỏi số 1: tính tâm sở khi có mặt trong tâm tham thì được gọi là tà tính phải chăng? Gì vậy? Cái lần nữa. Ghi xong câu đi rồi kể lại. Tính tâm sở khi có mặt trong tâm tham thì được gọi là tà tính phải chăng? Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ để ra kệ sơ lại cho vị nhớ cách để mình kệ cho nó ra có kệ âm nhạc đàng hoàng ha, chứ không phải là cả đại. Cái kia là mình cả đại. Rồi. Chia răng qua và dân ca vô bát tha quyên a đi xét xa đi, chút đô a bê ta win nha nô ni ra thanh quá ca linh ga răn ti. À, cái vậy nó mới hết được câu, nhưng thôi mình kể kia cái lặp đi lặp lại giống như cái máy mà nó bị chạy bại hoài. Rồi, ok. Rồi, xin mời quý vị lên lấy 10 điểm nha.
Nam mô Bố Thầy Giá, dạ, dạ thưa Nguyên Như Xuân Phong. Là, dạ thưa thầy, khi mà mình nói tính á, thì tính là một trong 19 tâm sở biến tịnh hảo biến hành, có nghĩa là nó chỉ xuất hiện ở các tâm thiện mà thôi. Thành ra nếu mà tính xuất hiện ở các tâm thiện mà tâm tham là tâm bất thiện thì nó đâu có thể nó xuất hiện trong tâm tham được thưa thầy. Dạ con xin xuống mít tạ. Xa thú dễ quá à. Chánh tâm cũng trả lời chính xác ha. 10 điểm, hai người người được 10 điểm. Hôm nay câu hỏi dễ quá, lãnh điểm ngon lành ha. Rồi thì câu số 2, câu số 2 cũng dễ lắm ha, dễ. Câu số 2 ai ghi đi? Tham tâm sở khi xuất hiện trong lúc thiền. Tham tâm sở khi xuất hiện trong lúc thiền thì khi đó được gọi là tham thiền phải chăng? Tham tâm sở khi xuất hiện trong lúc thiền thì khi đó gọi là tham thiền phải chăng? Alo, nghe rõ mà. Alo. Đó, tham tâm sở khi xuất hiện. Rồi, câu này dễ quá, không lấy được 10 điểm nữa thôi nha. Rồi, xin mời quý vị. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ thưa thầy, khi mà mình ngồi thiền á mà cái tâm tham nó xuất hiện, rồi có khi tâm si nó xuất hiện, những tâm này tâm khác nó xuất hiện, nó đâu có dính gì đến cái chữ tham thiền. Dạ theo con hiểu á, cái chữ tham thiền này nó giống như cái chữ Hán vậy thưa thầy, chứ không phải là tâm tham cộng với tham thiền thành tham thiền. Dạ con xin xuống, lại con không biết con trả lời có đủ ý chưa ba thầy. Dạ kính thưa giảng sư, tham tâm sở khi xuất hiện trong lúc thiền thì có phải gọi là tham thiền hay không? Dạ thưa phải, nhưng mà lúc đó cái người hành giả đã phóng dật, thưa giáo sư. Dạ xin hết. Dạ thưa, như trả lời chính xác 10 điểm ha. Sư Nguyên Thông cũng trả lời chữ tham thiền này là chơi chữ, tức là tham tham về thiền, tham ở trong thiền rồi tâm phóng dật, tâm si tâm tham. Rồi hay quá ha. Rồi ok, câu số 3, số 3 ai ghi không, ai ghi không? Tâm sở hỷ luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc và tứ thiền vô sắc phải chăng? Tâm sở hỷ luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc và tứ thiền vô sắc phải, và là bốn vô sắc, bốn thiền vô sắc phải chăng? Đọc lại nha. Tâm sở hỷ luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc và bốn thiền vô sắc phải chăng? Rồi đó là câu hỏi ha. Tâm sở hỷ luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và bốn thiền vô sắc, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng vô biên xứ. Thì như vậy câu này không phải dễ nha, câu này quý vị suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi cùng thỉnh sư đọc.
Dạ, kính thưa giáo sư, cái tâm sở hỷ nó chỉ có mặt trong cái sơ thiền thôi. Sơ thiền nhị thiền, sơ thiền nhị thiền thôi, còn tam thiền tứ thiền đó không còn nữa, chỉ có sở với định mà thôi. Còn ở du sắc thì có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi trưởng phi phi trưởng xứ. Ở trong đó thì là không có nói đến bởi vì những cái chất cái tâm mà tâm tứ hỷ lạc định là cho chỉ ở có sắc giới thôi, chứ còn không có ở trong vô sắc giới, do đó cho nên là chỉ có sơ thiền nhị thiền thôi. Như thông xin dứt và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thầy cho nguyên như thử. Dạ tâm sở hỷ thì có mặt ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cái tầng thiền sắc giới. Còn về ngũ thiền á, thì nó chỉ có xả mà thôi. Còn trong bốn tầng thiền của vô sắc giới thì nó không có hỷ ở trọng mà nó chỉ có xả. Dạ thưa thầy. Dạ, yeah, mô Phật, chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Sư xin nói một vài ý trong câu này. Tâm sở hỷ luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc và bốn tầng thiền vô sắc, phải chăng? Năm tầng thiền đó là tầm tứ, cái thứ ba là hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ, hỷ là tầng thứ ba, lạc định. Và bốn tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì hỷ này nó đâu không, nó chỉ có tầng, nó chỉ có mặt ở tầng thứ ba thôi. Tầm tứ hỷ, tức là tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ ba thì có hỷ, thì nó không có mặt trong trong năm tầng thiền sắc và vô sắc. Không biết chắc đúng là 10 điểm chứ không có dịch lộn luôn ha. Rồi mô Phật. Mô Bức Thái, dạ thưa thầy, thắc mắc cái chỗ là cái hỷ nó có hai chỗ, một cái là thọ hỷ, một cái là sở hữu hỷ. Cái của thầy nói khi mà mình nói cái chỗ thọ hỷ thì nó cái sở hữu đó nó có mặt trong tất cả các tâm, mà tâm thiền nó cũng có thọ hỷ ở trong, tự vì nó là bảy sở hữu tiến biến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm rồi thưa thầy. Còn cái sở hữu hỷ ở dưới nó ở chỗ là sáu cái sở hữu biệt cảnh, thì nó mới là cái chỗ có chỗ không mà cái của thầy hỏi đó. Thành ra trong cái những cái tâm của thầy nói á, nó ghi là hỷ, nhưng mà nó có khi là nó nói thọ hỷ, nó có khi là nó nói tâm sở hỷ, phải không thầy? Dạ con xin xuống ạ. Xa thú, xa thú. Lắc léo xíu nè. Đọc kỹ nè,
tâm sở hỷ luôn có mặt. Cái chữ luôn có mặt để tâm sở hỷ luôn có mặt, luôn có mặt trong cả năm tầng thiền sắc và bốn thiền vô sắc là chăng? Tâm sở hỷ không phải luôn có mặt trong các tầng thiền, nó có mặt trong những tâm thường, nó vẫn có vô thường nhé. Tâm tham thọ hỷ cũng có hỷ vậy. Tâm tham thọ hỷ cũng có hỷ, đúng không? Tâm quan sát thọ hỷ cũng có hỷ, ưng cúng vi tiếu cũng có hỷ, rồi tâm thiện cũng có hỷ. Đâu cần gì phải tới năm tầng thiền sắc, thì trong tâm tầng thiền sắc chỉ có sơ nhị tam là có hỷ thôi, còn ngũ thiền thì thuộc về thọ xả rồi. Định xả định thì vô sắc cũng thuộc về ngũ thiền luôn. Cho nên đây là mình phải để ý tâm sở hỷ luôn có mặt, cái chữ luôn để nhắc lại rồi. Mình phải học vì quá phải động tâm dữ lắm, phải động não suy nghĩ, coi chừng gài bẫy mình bị dính. Rồi, nhưng mà vậy cũng khá là được 5 điểm rồi. Một câu nữa, một câu nữa gì vậy? Hỏi gì nữa? Hỏi à? Ok, rồi mở lên. Dạ thưa thầy, giải thích cho tụi con hiểu sao con khi mà con đọc trong cái 15 cái tam sắc giới trong cái bản niêu đó thầy, nó để là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó đều là hỷ thiện hết. Như vậy cái mà thầy mới trả lời là cái hỷ nó chỉ có sơ nhị tam thôi, thì tại sao cái tứ thiền nó vẫn là hỷ? Như vậy là cái chỗ này là hỷ gì vậy thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. À, xa thú à, thật sự á, nó tứ thiền đó nó cũng là hỷ luôn à, nhưng mà nó vi tế, nó đạt lên độ là coi như là nó vượt cao lên tới cái hỷ mà đến trạng thái mà coi như là an lạc luôn à, thành ra nó được xếp vô cái nhóm màu đỏ đó. Nhưng mà trong kinh thì người ta chỉ nói tới tam thiền thôi à, sơ nhị tam thiền rồi tứ thiền, người ta không có nói tới ngũ thiền à, chỉ có tứ thiền à, trong vi pháp mình phân tới ngũ thiền luôn, thành ra cái lạc của cái trạng thái mà tứ thiền á, trong cái vi pháp mình là cũng có tâm sở hỷ trong đó, thì 62 tâm đồng sanh với hỷ mà à, mình phải để ý vậy ha à, thì giờ nếu mà lạc nó không có hỷ thì nó tâm sở hỷ nằm đâu, nó phải có hỷ à, hoặc là cái thọ lạc nó cũng có thọ, thọ lạc thì nó có, nhưng mà cái lạc này nó lạc của thiền chứ không phải lạc của thọ bình thường à, đó là vấn đề mà chúng ta đặt câu hỏi rất là đúng rồi, xa thú. Rồi, là câu số mấy bên này? Hai câu hỏi tới mấy này? Câu 4 hả? À, rồi, câu 4. Tâm ngũ thiền, những tâm có đủ các chi thiền phải chăng? Và gồm các tâm nào? Tâm ngũ thiền là những tâm có đủ các chi thiền phải chăng? Và gồm các tâm nào? Tâm ngũ thiền là những tâm có đủ các chi thiền phải chăng? Và gồm những tâm nào? Rồi, ok, dễ quá, câu này quá dễ ha. Rồi, mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, như không có thấy ai giơ tay hết, thôi con xin xung phong lãnh học dịch. Dạ thưa thầy, cái tâm ngũ thiền đó là cái tâm có đủ các chi thiền phải không? Dạ không phải, nó chỉ có cái tâm mà thấp nhất là sơ thiền thì nó mới có đủ các chi thôi. Cái tâm ngũ thiền thì nó chỉ có xả và định. Thì cái thằng ngũ thiền nó, con có thấy là trong cái 15 tâm sắc giới á, thì nó có ba cái tâm. Ngũ thiền là tâm tâm thiện,
tâm quả và tâm duy tác. Ở trong cái 15 tâm sắc giới thì nó có 3 tâm. Rồi trong cái 12 tâm vô sắc giới thì tất cả đều là ngũ thiền hết. Rồi cái trong tâm ngũ thiền nó có cái sơ đạo ngũ thiền, nhị đạo ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền, tứ đạo ngũ thiền và sơ quả ngũ thiền, nhị quả ngũ thiền, tam quả ngũ thiền và tứ quả ngũ thiền, thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. À. Xà thấu, xà thấu, giỏi quá rồi ta, là chính xác, không không sót một chi nào ha. Rất là chính xác, đúng vậy. Xấu hoàn hỷ, rất là hoàn hỷ ha. Rồi câu số 5, một câu nữa ha, rồi đi ngủ ha. Số 5 đi ngủ. Niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ trạng lại, như đây là cái bàn, đây là cái ghế, vân vân vân, phải chăng? Niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ trạng lại, như đây là cái bàn, cái ghế, chấm chấm chấm, phải chăng? Niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ trạng lại, như là ghi nhớ đây là cái bàn, cái ghế, phải chăng? Rồi, ok, dễ quá ha. À, mời quý vị. Dạ, mô Phật, chào thầy Kinh và chào đạo tràng. Thì không biết cái học dịch lộn không? Niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ ha. Niệm là niệm tâm sở là cái sự ghi nhận, niệm là sự ghi nhận. Ghi nhớ lại cảnh cũ, cái cảnh cũ mà nó trạng lại đây đó, trạng lại đây là ghi nhớ đây là cái bàn, cái ghế. Ghi nhớ cảnh, ghi nhớ cảnh cũ trạng lại, cái cảnh cũ mà nó trạng lại đây là cái tưởng, phải không? Bây giờ tưởng nhớ lại những cái những lời chuyện cũ là cái tưởng. Đây là cái bàn, cái ghế. Thì là trạng thái ghi nhận. Tâm sở là một trạng thái ghi nhận cảnh, ghi nhớ, biết cảnh cũ tràn lại. Thì đúng rồi, đó là một cái tâm sở, là cái sự ghi nhớ lại những cái cảnh, nhớ lại nhớ lại cái cảnh cũ. Bàn ghế thì cái bàn ghế là cái tưởng ha. Ghi nhớ là cái tưởng, tưởng nhớ lại. Như vậy thì tâm sở là một trạng thái ghi nhớ lại cái tưởng. Ở đây là nhớ lại những cái tưởng, thì cái tưởng đó là cái bàn, cái ghế. Tâm sở thì là trạng thái ghi nhớ lại cảnh cũ. Thì cảnh cũ đó, cảnh cũ mà nó tràn lại đó, thì tâm sở nó có sự ghi nhận hay biết. Thì đúng rồi. Rồi mời mời quý vị lên cùng ăn học vịt lộn chơi cho nó vui à. Mời kính mời quý vị ạ. Dạ thưa giáo sư, cái niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ là không phải. Niệm tâm sở là cái trạng thái mà cử hành giả để tâm vào cái giây phút hiện tại. Chứ còn cái trạng thái nhớ là cảnh cũ là không có từ ngữ trong vi diệu pháp. Nó trạng thái nhớ lên cảnh cũ, nó chỉ có cái gọi là mình nhớ lên cảnh cũ thôi. Chứ còn niệm, niệm là cái sa tí, cái samasati đó,
thì nó là ở trong cái giây phút hiện tại của người hành giả đang niệm hơi thở ra thì thở vô, chứ không có nghĩ vô cảnh cũ, cũng có chữ pháp của đó, mà chỉ nói là cái tâm sở niệm của người hành giả là khi người hành giả đó quán sát về trong thân tâm ngoài ngoài tâm của mình, nghe mắt tai mũi lưỡi thân ý gì trong cái giây phút hiện tại đó mà thôi. Đó là Nguyên Thông nghĩ ra như vậy, chắc cũng không đúng, nó không biết ăn thịt vịt lộ hay không, không bây giờ xưa. Sao mai là cho người kế và chân thành kia ăn chưa vị đã giống lóc đây nghe. Dạ. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ thưa thầy, khi mà thầy hỏi câu này á thì thầy chỉ nhắc có một vế thôi, niệm tâm sở là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ trạng lại, như là ghi nhớ đây là cái bàn cái ghế, thì cái đó nó giống như là tâm sở tưởng. Còn niệm á thì nó có cả hai lần, nó ghi nhớ về cái tục đế và nó ghi nhớ lẫn cái chân đế luôn, mà nó khác cái tâm sở tưởng một cái chỗ á, là nó không có trôi nổi mà nó không quên, giống như là nó cứ nhắc nhở mình ở trong cái hiện tại nhiều hơn. Giống như khi mà mình gặp những cái gì mà với ác pháp đó, thì nó không có cho những cái ác pháp sinh khởi, là đó là cái đặc điểm của cái tâm sở niệm này. Còn cái tưởng đó, thì mình cứ tưởng lung tung hết, mình đâu có gìn giữ gì đâu thưa thầy. Còn khi mà cái thiện pháp mà nó gặp cái tâm sở niệm mà nó có nó thì nó càng tăng trưởng. Tại vì ở đây là một trong những cái tâm sở tình hảo biến hành, nó có mặt trong những cái tâm thiền sắc giới, vô sắc, ngay cả trong siêu thế luôn. Đây là tâm tình hảo thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. À. Đó à, thứ xa thứ à, thì sư Nguyên Thông nói chính xác đó, chứ không trả lời chính xác một vế đầu, tức là sư Nguyên Thông nói chính xác là niệm là sự ghi nhận những pháp đang sanh trong hiện tại, và lúc chúng ta đang lúc chúng ta có niệm là như vậy. Sư Thanh Tâm cũng nói đúng, những cái pháp mà mình ghi nhớ trạng lại là sở tưởng, là tâm sở tưởng, nó thuộc về tâm sở tưởng. Nguyên Như cũng trả lời đúng là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng là sự là nhớ lại những cái cảnh cũ, những cái cảnh cũ rạng nhớ lại những cái cảnh đó. Rồi tâm sở niệm là trạng thái ghi nhận những cái pháp nó đang sanh, những pháp đó, nó vừa mới sanh là để mình ghi nhận như vậy. Thì như vậy niệm tâm sở không phải là trạng thái ghi nhớ cảnh cũ, không phải ghi nhớ lại những cái cảnh cũ, biết lại cảnh cũ, mà là phải ghi nhận những pháp đang sanh, vừa mới sanh và nó ghi nhận liền, thì như vậy mới gọi là niệm tâm sở, mới gọi là tâm sở niệm. Nó thuộc về pháp tịnh hảo, nó sanh trong những cái tâm tịnh hảo. Rồi giờ nếu mình không nắm được cái này thì mình khó hiểu được cái chữ niệm nè, nó dễ trùng là cái chữ tưởng, chứ niệm là khác mà tưởng là khác, hai cái nó mình tưởng nó giống nhưng mà nó phải nó khác nhau xa lắm. Còn cái giống như mình nhìn đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là anh A, đây là anh B, đó là cái tâm sở tưởng nó làm việc, kêu là tưởng tri, cái đó là tưởng tri. Còn cái niệm này khác á, cái niệm này là cái tâm sở mà dùng để mà ghi nhận các pháp đang sanh đang hiện hữu, thì như vậy đó là tâm sở niệm nó làm việc. Rồi nếu mà tâm sở niệm này nó phối hợp với trí tuệ nữa, phối hợp với tâm sở tự quyền nữa, thì là chúng ta thấy rõ được vừa ghi nhận các pháp thực tính, vừa thấy rõ được bản thể của nó sanh diệt được là sao, là do nhà tâm sở tự quyền. Rồi, đó là cái vấn đề mà vừa là câu hỏi mà vừa để chúng ta nghiền ngẫm cho cái vấn đề trong cái pháp tu về tứ thứ. Rồi, đó là buổi học hôm nay cũng rất là hoan hỷ, chúng ta thành tựu được buổi học tốt đẹp. Cũng do phước báo nguyện cầu cho tất cả chúng ta lưu được năm pháp, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sẽ thành tựu chân trí, đồng điệu nha cá thể. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. À, xin mời MC. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tam Ma Gia.
Namo Sankhaya, là con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh đã cho tụi con bài học rất là hay của ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời sư Nguyên Thông thay mặt sư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada suthi Và bằng tu tế tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình tà thầm ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thình ca rôn tê tha vi hà ra măng đà lê thề cha cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isara samba na puta sukita pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha san se pa atha wo pa pa ti ka ni ya ni can tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang Tha tu chi rằng sát tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng gá la sàng khô hô tu sa mắc gô. Qua anh thà ya cha hi ta ya cha âm hề rằng ca tu san thầm mô. Sám bê bi thầm ma cha ri nô gu thân sâm ba bù nê ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu ta hoan nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đề buồn nhằng à sa già quá hằng hô tu á nà gát tề cà lề. Do sạch làm đây, xin hồi hướng bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy.